các chuyên gia dự đoán ứng viên đắc cử Tổng thống Mỹ. Bí mật nhỏ của ông Trump khiến phe Dân Chủ lo ngại. Hai ứng cử viên dồn lực cho chặng nước rút. Các chuyên gia dự đoán ứng viên đắc cử Tổng thống Mỹ. Liên quan tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang tới gần, trong khi nhà sử học từng dự đoán đúng hầu hết các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, tin rằng bà Kamala Harris sẽ thắng cử, một chuyên gia kinh tế nổi tiếng nhận định ông Trump sẽ tái đắc cử. Theo hãng tin RT, nhà phân tích chứng khoán người Pháp Christopher Barrot, người được mệnh danh là nhà kinh tế chính xác nhất thế giới, hôm 28 tháng 10 đã viết trên tài khoản X rằng ông dự đoán cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tái đắc cử trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng sau. Ông cũng cho rằng Đảng Cộng Hòa sẽ chiếm thế đa số ở cả Hạ viện và Thượng viện. Ông Christopher bình luận, nhìn vào các số liệu khác nhau như thị trường cá cược, các cuộc thăm dò, dự báo của các nhà lập mô hình bầu cử, thị trường tài chính, tính đến thời điểm hiện tại, các kết quả có thể xảy ra nhất đó là chiến thắng của ông Trump và chiến thắng của Đảng Cộng Hòa. Theo ông, việc Đảng Cộng Hòa nhiều khả năng giành thế đa số ở Thượng viện sẽ cho phép ông Trump thực hiện cắt giảm thuế cho các tập đoàn và hộ gia đình, cũng như tập trung nhiều hơn vào chính sách đối nội hơn là đối ngoại. Điều này cũng sẽ có tác động tích cực trong ngắn hạn đến tăng trưởng GDP của Mỹ, tạo ra mức tăng trưởng từ 2,1 đến 2,3% vào năm 2025. Chuyên gia Christopher Barrot cũng không loại trừ khả năng ông Trump giành chiến thắng, nhưng Đảng Cộng Hòa chỉ kiểm soát Thượng viện hoặc Hạ viện. Kịch bản đó sẽ hạn chế đáng kể khả năng cắt giảm thuế, buộc ông Trump phải tập trung vào chính sách đối ngoại, có thể bằng cách thực hiện các hạn chế thương mại và thuế quan. Theo nhà kinh tế này, kịch bản trên cũng sẽ gây tổn hại cho tăng trưởng toàn cầu và làm chậm nền kinh tế Mỹ trong dài hạn. Trong trường hợp bà Harris chiến thắng với một quốc hội phân chia quyền lực, chính sách kinh tế của chính quyền mới sẽ không có nhiều thay đổi so với chính quyền tiền nhiệm. Ông Barrot là nhà kinh tế trưởng và chiến lược gia tại Market Security và đã được Bloomberg trao tặng danh hiệu nhà dự đoán hàng đầu về kinh tế Mỹ mỗi năm một lần kể từ năm 2012. Trái với chuyên gia Barrot, ông Alan Lichtman, nhà sử học và giáo sư tại Đại học Mỹ, nổi tiếng vì việc dự đoán chính xác các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, tin vào khả năng đắc cử của ứng cử viên Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris. Ông đưa ra dự báo từ hồi tháng 9 và vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, song vẫn giữ vững quan điểm. Ông thậm chí còn bị phản đối nhiều hơn vì dự đoán năm 2016 rằng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ giành chiến thắng. Ông nói và chia sẻ về việc gia đình mình đang phải nhận lại những lời đe dọa như sau. Tôi không thay đổi dự đoán của mình một cách nhanh chóng theo các cuộc thăm dò hoặc quan niệm thông thường. Nếu tôi làm vậy, tôi sẽ trở thành một nhà dự báo vô dụng. Năm 1981, ông Lichtman và nhà toán học Vladimir Kalisbrov đã phát triển một công thức để dự đoán kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. Đến nay, ông dự đoán đúng kết quả của 9 trên 10 cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Ông Lichtman sử dụng 13 chìa khóa hay 13 tiêu chí để đánh giá khả năng duy trì kiểm soát Nhà Trắng của đảng nào đó trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Nếu đảng kiểm soát Nhà Trắng được coi là thành công ở 8 chìa khóa trở lên, đảng đó được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng và duy trì quyền lực. Ngược lại, nếu đảng đương nhiệm bị coi là thất bại ở 6 tiêu chí trở lên, đảng đối phương sẽ giành chiến thắng. Theo đánh giá của ông Lichtman, bà Harris đang chiến thắng ở 8 trên 13 tiêu chí. Bí mật nhỏ của ông Trump khiến phe Dân Chủ lo ngại. Tại một sự kiện vận động tranh cử tối 27 tháng 10, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump, cho biết ông và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson có một bí mật nhỏ nhưng sẽ có tác động lớn. Cả ông Trump và ông Johnson đều không nêu chi tiết về bình luận này, nhưng làm dấy lên mối lo ngại cho các đảng viên Dân Chủ và những người chỉ trích rằng ông Trump dường như sẽ không công nhận kết quả bầu cử năm nay nếu thua Phó Tổng thống Kamala Harris. Ông Dan Goldman, một thành viên của Đảng Dân Chủ ở New York cho biết, ông nghĩ bí mật của ông Trump có thể liên quan tới kế hoạch dự phòng đồng thua vào tháng sau. Ông nhắc lại việc ông Trump từng làm cách đây 4 năm để ngăn cản Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu cử, công nhận chiến thắng của Tổng thống Joe Biden. Ông chia sẻ, vào ngày 6 tháng 1 năm 2025, Quốc hội sẽ xác nhận kết quả bỏ phiếu cử tri đoàn. Ông không chắc chắn nhưng nghi ngờ bí mật nhỏ của ông Trump với ông Johnson là một kế hoạch dự phòng nếu ông ấy thua cuộc và sẽ tìm cách hủy bỏ kết quả bầu cử. Ông Johnson là một trong những nhà lập pháp vào năm 2020 đã thúc đẩy những tuyên bố của ông Trump về gian lận bầu cử. Ngày 6 tháng 1 năm 2021, ông Johnson cũng bỏ phiếu chống lại việc chứng nhận kết quả bầu cử năm 2020 ở Arizona và Pennsylvania, hai bang mà ông Biden giành chiến thắng. Trong khi đó, đầu tuần này, ông Johnson cho biết ông dự định giữ kín bí mật của mình và ông Trump. Thay vào đó, ông cáo buộc bà Harris che giấu thông tin về sức khỏe của Tổng thống Joe Biden. Chiến dịch tranh cử của ông Trump hiện chưa bình luận về nghi ngờ của ông Goldman.
Tháng trước, tại một cuộc vận động tranh cử ở Michigan, ông Trump ngầm tuyên bố sẽ không công nhận kết quả bầu cử nếu thua, bởi khi đó bầu cử có gian lận. Ông khẳng định, tôi có thể thua bởi vì họ gian lận. Đó là lý do duy nhất khiến chúng ta thua cuộc, vì họ đã gian lận. Sau khi thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống của năm 2020, ông Trump và các đồng minh đã tìm cách lật ngược kết quả thông qua hàng chục vụ kiện. Cựu tổng thống cũng gây sức ép từ các quan chức ở Georgia, trong khi những người ủng hộ xông vào điện Capitol hôm 6 tháng 1 để ngăn quốc hội xác nhận tổng thống Joe Biden đắc cử. Đảng Dân chủ lo ngại kịch bản này tái diễn. Phó tổng thống Kamala Harris mới đây cho biết, đội ngũ của bà đã chuẩn bị sẵn kế hoạch ứng phó nếu ông Trump tuyên bố chiến thắng sớm vào đêm bầu cử khi kết quả chưa ngã ngũ. Thêm hãng tin lớn tại Mỹ không nghiêng về ứng cử viên tổng thống nào. USA Today trở thành hãng tin lớn thứ ba của Mỹ tuyên bố không ủng hộ bà Kamala Harris hay ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Theo một phát ngôn viên của hãng, USA Today sẽ tập trung vào việc cung cấp những sự kiện quan trọng và những thông tin đáng tin cậy để độc giả có thể đưa ra quyết định sáng suốt. Vào năm 2020, tờ báo này ủng hộ ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden thay vì tổng thống đương nhiệm khi đó là ông Trump. Thời điểm đó, USA Today có khoảng 130.000 người đăng ký báo in và hàng triệu người đăng ký báo trực tuyến. Họ lập luận rằng đảng Dân Chủ có đủ sự bình tĩnh và năng lực để điều hành đất nước đang rung chuyển và hơn nữa có thể dọn dẹp đống hỗn độn do nhiệm kỳ của ông Trump để lại. Trước USA Today, đã có hai tờ báo khác lựa chọn trung lập là Washington Post và Los Angeles Times. Tờ báo Washington Post luôn lựa chọn ứng viên để ủng hộ trong 40 năm qua. Tuy nhiên, phát biểu hôm 28 tháng 10, chủ sở hữu của Washington Post, tỷ phú Jeff Bezos cho biết sự ủng hộ cho bất kỳ ứng cử viên nào cũng không thay đổi được cán cân trong cuộc bầu cử, mà chỉ tạo ra sự thiên vị trong cách nhìn nhận. Chủ sở hữu tờ báo Los Angeles Times, ông Patrick Soon-Shiong, từ chối ủng hộ ứng cử viên của đảng Dân Chủ Kamala Harris, nói rằng quyết định của mình sẽ gây ít chia rẽ hơn trong một năm bầu cử đầy biến động. Tuy nhiên, quyết định này đã khiến 3 thành viên của ban biên tập từ chức. Trong khi đó, New York Times vẫn giữ vững lập trường của mình kể từ năm 2016 khi ủng hộ đảng Dân Chủ. Vào tháng 9, ban biên tập tờ báo ủng hộ bà Harris, gọi bà là sự lựa chọn duy nhất mà thể hiện tình yêu đất nước, trong khi nhận định ông Trump không phù hợp để trở thành Tổng thống Mỹ. Hai ứng cử viên dồn lực cho chặng nước rút. Trong bối cảnh chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ năm tháng 11, hai ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đang chạy đua với thời gian để kêu gọi sự ủng hộ của các cử tri. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris và ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump không có sự chênh lệch nhiều. Theo tờ The New York Times ngày 28 tháng 10 theo giờ địa phương, cựu Tổng thống Donald Trump đã tham gia vận động tranh cử tại thành phố Atlanta, thủ phủ của bang chiến địa Georgia, trong khi bà Harris cũng có mặt tại 3 điểm vận động tranh cử tại một bang chiến địa khác là Michigan. Trước đó một ngày, ông Trump xuất hiện trong một sự kiện vận động tranh cử rầm rộ ở New York với gần 20.000 người tham dự. Còn bà Harris lại chọn cách tiếp cận với các nhóm cử tri nhỏ tại nhiều khu phố khác nhau của thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania. Đây là chuyến đi thứ 14 của bà Harris tới Pennsylvania, bang chiến địa được đánh giá là có tầm quan trọng lớn nhất trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. Hãng tin AFP nhận định điều này cho thấy chiến lược vận động tranh cử có phần trái ngược giữa hai ứng cử viên. Tờ New York Times cho biết, trong tuần cuối cùng trước khi bước vào ngày bầu cử, cả bà Harris và ông Trump đều có lịch trình vận động tranh cử dày đặc tại các bang chiến địa. Cụ thể, ông Trump đã lên kế hoạch vận động tranh cử tại bang Georgia, trong khi bà Harris sẽ đến bang Michigan với nhiệm vụ tương tự. Dự kiến vào cuối tuần này, dư luận sẽ được chứng kiến hai ứng cử viên có mặt tại các điểm dừng chân cuối cùng trước ngày bầu cử. Nếu như ông Trump vận động cử tri ở bang Pennsylvania, Wisconsin và Nevada, bà Harris sẽ tới bang Nevada và tiếp đó là Washington. Trong khi đó, hai ứng cử viên phó tổng thống là thượng nghị sĩ J.D. Vance của Đảng Cộng Hòa và thống đốc bang Minnesota đại diện cho Đảng Dân Chủ, ông Tim Wald, sẽ tham gia các sự kiện vận động tranh cử tại Wisconsin. Không chỉ chạy đua nước rút trên thực địa, phó tổng thống Harris và cựu tổng thống Trump còn so kè quyết liệt ngay cả trong các cuộc thăm dò dư luận. Điển hình là theo kết quả khảo sát mới nhất do hãng tin CNN công bố, bà Harris đang tạm dẫn trước ông Trump về tỷ lệ ủng hộ của cử tri, nhưng chỉ khoảng cách là 48,6 so với 47,9%. Đáng chú ý, thăm dò dư luận cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho hai ứng cử viên tại 7 bang dao động khá cân bằng. Điều đó khiến dư luận dự báo rằng, dù ứng cử viên nào giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay, thì kết quả phiếu bầu cũng sẽ rất xì xào. Liên quan tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, ngày 28 tháng 10 theo giờ địa phương,
các cử tri ở thủ đô Washington DC đã bắt đầu đi bỏ phiếu sớm theo hình thức trực tiếp. Một số nguồn tin cho biết, đến thời điểm này đã có khoảng 46 triệu cử tri Mỹ hoàn thành việc bỏ phiếu sớm. Con số này thấp hơn khá nhiều so với cùng thời điểm của cuộc bầu cử cách đây 4 năm, ở mức khoảng 60 triệu. Truyền thông Mỹ cũng như thế giới đều cho rằng kết quả của bầu cử tổng thống năm nay có thể sẽ được quyết định dựa trên kết quả phiếu bầu ở 7 bang dao động quan trọng, bao gồm Pennsylvania, Bắc Carolina, Georgia, Michigan, Wisconsin, Arizona và Nevada. Thực tế cũng cho thấy gần đây, chiến dịch vận động tranh cử của cả bà Harris và ông Trump đều dồn sự tập trung vào các nỗ lực ở các bang này. Bầu cử Mỹ, ông Trump tự hào tài ăn nói nhưng có nguy cơ tác dụng ngược. Khi chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ sắp đi đến hồi kết, ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump đang có một lịch trình vận động tranh cử sôi động. Nhưng cách nói chuyện mà ông tự hào là đan xen có mục đích lại có nguy cơ lan man, thiếu trọng tâm và khiến ông mất đi một số cử tri quan trọng. Khi kết quả chiến dịch tranh cử Tổng thống lần thứ 3 liên tiếp của ông Trump còn chờ giờ phút quyết định, ứng viên Đảng Cộng hòa lại nói về vụ nổ xe ô tô chạy bằng hydro, việc xóa sơn chỉ đá vôi và thán phục việc tên lửa của tỷ phú Elon Musk có thể quay trở lại trái đất nguyên vẹn. Tại các cuộc vận động tranh cử, ông Trump phàn nàn về đạo đức làm việc của đối thủ Đảng Dân Chủ Kamala Harris, ca ngợi chủ tịch Trung Quốc và nhắm vào những người nổi tiếng ủng hộ bà Harris. Không còn nhiều thời gian trước ngày bầu cử mùng 5 tháng 11, ông Trump vẫn thu hút truyền thông về những việc không liên quan tới câu hỏi ông sẽ lãnh đạo đất nước ra sao. Ông đã biến một cuộc vận động tranh cử thành buổi nhảy múa ngẫu hứng, chia sẻ câu chuyện về điện thoại chơi golf, rồi chiên khoai tây tại một cửa hàng McDonald's. Chủ đề nhất quán cho các cuộc vận động tranh cử của ông Trump là khẳng định vô căn cứ rằng trong 4 năm ngắn ngủi, Đảng Dân Chủ đã biến nước Mỹ thành một đất nước sai lầm. Tuy nhiên, cách nói chuyện lan man và những luận điệu quen thuộc của ông Trump có thể khiến một số cử tri xa lánh. Trong khi đó, cuộc tranh đua xít sao đến nỗi chỉ cần vài nghìn người ở một vài bang cũng có thể thay đổi kết quả bầu cử tổng thống. Một nhà nghiên cứu từ Viện Brookings của Mỹ cho biết, ông Trump đang đảm bảo tỷ lệ chắc chắn 46-47%, nhưng cũng có hơn 50% người tham gia các cuộc thăm dò nói rằng họ sẽ không bỏ phiếu cho ông Trump. Ông Trump thực sự đang làm mất lòng một số người, chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng có thể đưa ông ấy lên dẫn đầu. Theo người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump, phương pháp của cựu tổng thống truyền tải những câu chuyện quan trọng và giúp giải thích các chính sách phức tạp. Nhưng kiểu nói chuyện của ông Trump cũng giúp bà Harris có nhiều đề tài để chỉ trích hơn. Ông Trump đã có một lịch trình tranh cử dày đặc khi ngày bầu cử đến gần. Ông tổ chức các sự kiện ở 6 trong số 7 bang chiến trường có khả năng quyết định kết quả bầu cử. Theo cuộc thăm dò gần đây của Reuters Ipsos, bà Harris dẫn trước ông Trump trên toàn quốc với tỷ lệ chênh lệch từ 46% so với 43%.